Nhá, ngân hàng bây giờ đúng không? Nó sẽ nói cho ông cái trình duyệt, được chưa? Nó truy cập vào cái trang web của ngân hàng, được chưa? Thì nó sẽ đi đến cái phần browse đúng không? Browse web, được chưa? Nó sẽ xem cái method chúng ta truy cập vào cái gì? Đây, browse web.php. Nó tìm cái mức phương thức, ví dụ bình thường chúng ta có một cái địa chỉ vào cái URL thì nó là method. Method get, đúng không? Đó, thì nó sẽ tìm trong Mera này có cái URL nào mà nó là kiểu get, nó thỏa mãn cái URL mà người ta nhập cho mình chưa. Nếu mà nó thỏa mãn thì nó sẽ tìm xem là à, cái route này thì nó sẽ dùng con URL nào và cái action nào, đúng không? Thì từ web nó sẽ đi đến gì? Đến... Nhưng mà trước khi đi qua không để URL nó đi đến cái gì các bạn biết không? Trước mình còn nói cái tầng này. Cái gì mà đứng giữa để nó request nó cái con? Cái gì? Middleware đúng không, nhớ hôm trước các bạn nhớ mình tạo cái middleware out không? Ờ đó, nó sẽ đi qua middleware đúng không? Middleware là một cái lớp nó sẽ kiểm tra là cái request của chúng ta có hợp lệ hay không để có thể đi sâu vào trong bên trong. Ví dụ chúng ta sẽ bắt được là nếu mà người dùng này nó chưa nhập thì chúng ta redirect về trong team, hoặc là nếu mà dùng này nó không phải là administrator, tức là người dùng có quyền cao nhất cả, thì chúng ta cũng redirect về trang 43 các bạn vô cái chuyện đúng không? Thì cái đấy là middleware nha. Sau middleware nó bắt cái này, nó chúng ta sẽ đi đến một tầng controller này. Được. Controller, trong controller thì nó sẽ có function của này. Và mình sẽ xử lý các cái một số cái logic lấy dữ liệu từ cái request người ta gửi lên, hiểu không? Đó. Sau đó là gì ạ? Trong controller nếu mà em ví dụ em là tính năng gì? Thêm mới một cái bài viết chẳng hạn, đúng không? Thì nó sẽ phải gọi ra cái thằng mô đồ để nó lấy ra cái thằng danh sách category, danh sách tag, đúng không? Đúng không? Nhớ. Nó sẽ gọi là thằng mô đồ. Mô đồ mục đích là để truy cập các dữ liệu, đúng không? Cái thằng này mô đồ nó có nhiệm vụ là gì? Thằng tương tác với thằng DB, đúng không? Đây là database này, đúng không? Mô đồ này chỉ là thằng element, đúng không? Nó lấy được dữ liệu sao, đúng không? Thì cái thằng mô đồ này nó sẽ gửi lại cái thằng controller này để thằng controller này nó render cái view này, render cái view này, ví dụ này là chạm cái gì đó sao đó. Đó thì một cái flow bình thường thì nó sẽ đi qua các cái lớp, tối thiểu nó sẽ đi qua những lớp này. Còn có hỏi gì nữa không? Còn cái câu hỏi gì mà trong cái quá trình các bạn làm đồ án hoặc là làm bài tập về nhà hay là tự làm mà các bạn không tự làm được không? Ồ, mình đã tạo ra một website các bạn ạ. T3H Laravel. Làm blog thì nó dễ. Đây, đó, mình có cái web như này rồi. Rất là nhanh chóng. Thì hôm sau thì có thể là mình hướng dẫn các bạn là làm thế nào để đẩy cái con dự án của bạn lên trên này. Cái này nó có liên quan gì? Hả? Cái gì cơ? Anh làm sao mà biết được? Anh lần đầu tiên đăng ký web này mà. Thế nào anh không hiểu? Tức là nó sẽ cài sẵn một cái template cho em ấy.
Cái này làm em hết được. Mọi lần thì em code này code một cái comment giao diện tính thì làm sao để nó tiền hơn, nó bắt từng thì làm sao bên kia hay dùng vẫn dùng form action. Cái gì nhỉ? Ví dụ ở trang không nghe anh em trang tính không có link gì cả. Còn nó không sao ở trang back end. Thì ví dụ cái nó bắt từng xử lý nào mà đổ ra trang back end. Có hai cách, một là em sắp một cái form để em gửi dữ liệu đi, hai là em dùng mình Ajax gửi Ajax. Đúng rồi. Khó gì? À không. À ừ, thì nói chung là cô tùy trường hợp nhá. Ví dụ như là mình muốn làm một cái trang mà nó không cần reload lại trang ấy thì các bạn code toàn JavaScript được. Gửi Ajax, gửi dữ liệu lên server bằng Ajax, gửi ngầm luôn không cần reload lại trang. Cách thứ hai thì các bạn chơi kiểu nhúng code PHP vào. Có nghĩa bây giờ anh đang dạy là đang dạy làm backend. Anh đang dạy là làm JavaScript backend. Thì ông không hiểu được comment thì chuyển dữ liệu lên backend. Phần frontend á, nó không khác gì đâu. Ờ đây nhá. Rồi, tiếp tục nhé. Hả? Nó khác gì cái thằng backend đâu, frontend nó khác gì thằng backend đâu. Đây nha. Frontend code PHP bình thường mà em. Render HTML bình thường mà. Đây này. Đây là backend đúng không? Anh có tính năng quản lý bài viết, quản lý danh mục được chưa? Đúng không? Thì phần frontend là những gì thì cho người dùng đúng không? Ví dụ anh làm một cái trang tin tức chẳng hạn đúng không? Thì anh nhớ lúc trước anh có làm cái trang frontend rồi này. Anh làm trang category đúng không? Ừ đấy. Web này. Hôm trước là anh có làm một cái trang đây, category ID đây này các bạn. Frontend nó có gì đâu? Đây. Sượt 1 này. Đây nha, tất cả bài viết của category. Đây frontend này, đây là frontend này. Nó có vì nó vẫn là gì? Vẫn là Facebook Laravel nó render ra thôi gì không? Nó vẫn chẳng phải HTML. Nhưng người dùng bấm vào người thông tin cái backend này, ví dụ chọn một cái tag đúng không? Ừ. Một cái tag thì không nghe sẽ nhận lệnh về đọc về cái tag gì đấy đúng không? Thì mình xử lý nó rất kiểu gì là kiểu không nghe. Chưa chưa hiểu câu hỏi của em là người dùng chọn một cái tag để làm gì? Có nghĩa là chọn một tag để người ta xem thì thể thao chọn thể thao đấy. Ừ. Thì chọn category thể thao. Đúng. Rồi. Em làm trang không nên là trang tĩnh thôi, cái chỉ là select thôi. Nhưng mà tại sao lại làm không nên là trang tĩnh? Thì em không hiểu được hai cái kết nối từ ý bạn em hoặc là không nên là các em kết nối kiểu gì mà dữ liệu sang nhau cả cả anh ấn vào chữ đơn mo thì à, nó sẽ hiển thị ra chi tiết của cái data đấy. Thì là cái còn đây. Chẳng hạn là anh làm thêm một cái trang frontend là chi tiết. Đây là trang chi tiết rồi còn gì nữa, trang chi tiết category rồi còn gì nữa, hay là chi tiết của bài viết hay là như nào, mình chưa chưa hiểu. Đây đúng rồi, chi tiết bài viết cả hai cái chữ đơn mò nó chuyển sang cái chi tiết bài viết đấy như thế nào. Đây nhá, hiện tại nhá, mình đã có một cái chi tiết của category được chưa? Bây giờ mình sẽ làm trang chi tiết bài viết cho bạn xem nhé. Mình sẽ tạo thêm một cái get round nữa. Get là post được chưa? Phương thức get bắt đầu bằng post, tức là mình sẽ hiển thị các cái bài đăng của mình đã tạo. Đó. Và mình sẽ tạo một cái controller này là post controller, thấy có chưa? Post controller có rồi đúng không? Đây là hiển thị ra cho nên chúng ta cũng dùng show luôn, mình dùng post controller này. Được chưa? Bên vào đây show này. Mình sẽ copy cái hàm show này vào thằng post controller. Chắc chắn là trong này chưa có này. Các bạn nhấn command R à control R thì bạn search không có đúng không? Function này. Show này. Có ID truyền vào, tại vì ở đây có một cái param các bạn thấy không? Được chưa? Rồi, ở đây nhá. Mình sẽ return này. Cái view này là post. Cho cái show.
post chấm sâu. Ở đây mình sẽ truyền một cái post có cái ID là ID chuẩn vào này, đúng không? Thì mình làm tương tự cho thằng này này. Dollar post này bằng post file ID này. Được chưa? Lấy ra cái thằng post hiện tại nha. Sắt là gì truyền xuống này bằng compact này. Được chưa? Và bây giờ mình phải có cái post chấm sâu này đã. Được chưa? Bây giờ vào resource này, view này. Vào post này. À, mình có thể copy cái layout của cái thằng category nha. Ở đâu nhỉ? Thằng category resource view. À, ừ, client category. Đây. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái folder nữa hoặc là mình xếp hết cái file này nhé. Xếp hết cái file này mình sẽ tạo một cái folder ở đây. Là post. Đấy, các bạn thấy là gì? Mình nên tạo các cái folder ra để chúng ta tổ chức cái code nó tốt hơn. Đỡ trường hợp là chúng ta phải tìm với là đặt tên file nó rắc rối. Chúng ta cũng tạo một cái file show luôn, đúng không? Và đây thì chúng ta sẽ hiển thị cái bài đăng ra, đúng không? Xóa hết mấy cái này đi. Đó. Và đây chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ bỏ cái trong son đi. Ở đây chúng ta hiển thị cái nội dung bài viết, mình sẽ có một cái thẻ container này. Chờ có row này. CoolMD8 này và cho nó ta dựa bằng CoolMD Offset 2 này. Đó, và mình sẽ có một cái thẻ H1 được chưa? Để tính nội dung của cái bài đăng này, đô la này, post này, cho đến này, à, gì nhỉ? Title à? Mình xem nhé. View table H này, show table này, show table này, à, có một bảng post đúng không? Select sao from post nha. Title đúng không? Title này. Và mình sẽ hiển thị cái content ở đây này. Chấm content này. Mình tạo một class được chưa? Hiển thị content này, đô la này. Code cho đến gì? Content đúng không? Được chưa? Mình có một cái trang như này, được chưa? Bây giờ mình sẽ show ra các bạn xem nhé. Giờ mình vào hướng dẫn post. Post.show not found tại vì là mình để trong folder client cơ. Và post show này. Post.show này mình để trong client. Wow. Thêm like vào đây. Năm này. Đó, các bạn thấy không? Nó in ra cái test APC. Nghe phong em mình vẫn biết chèn bình thường. Phong em có phải là cái gì nó thần thành đâu. Còn bây giờ em muốn link cái trang này nhá. Ví dụ mình có danh sách category này. Được chưa? Đây ví dụ các bạn có một cái nút là nút xem thêm để nó vào trang kia đúng không? Bình thường là như thế đúng không? Tin tức là như thế mà. Tin tức thì nó thường nó hiển thị một cái phần nhỏ bên ngoài, còn kích chi tiết thì nó sẽ vào bên trong. Đúng không? Thì mình sẽ thêm một cái nút đây này. Vào cái trang category nha. Sau đó các bạn bổ sung cho mình thêm cái nút là button này, hoặc là thẻ A này, .btn.btn.primary này. Được chưa? href thì chúng ta sẽ đặt cái round name cho cái thằng này nha. Name này là post.show đúng không? Đó. Và chúng ta echo cái round name ra đây. Post chấm sâu và post chấm sâu này có tham số là ID đúng không? Chúng ta sẽ gì truyền thêm đô la post vào cái ID đó và chúng ta có một cái nút đây là nút xem đó. Thì kết quả như sau, các bạn M5 này có nút xem này không? Khi một kích vào đây nhá, đó thì nó sang trang chi tiết, hiểu không? Thì front end thì nó cũng như thế thôi. Nhưng mà em có người dùng xong người ta đoán được cái đường dẫn thì người ta vào. Đường dẫn một trang khác là như nào? Ừ thì hiện tại là
Hả? Sao lại tối ưu hơn là như nào? Mình chưa hiểu là à, không phải là cái lợi ở gì á? Cái lợi bây giờ nhá, bây giờ anh cho em, anh bắt em viết thêm một bài mới, em mới tạo một file HTML mới à? Không phải, thực tế có ai làm được thế đâu. Thế là bây giờ đăng một cái bài lên đúng không? Thế là bây giờ em viết bài, em phải tạo một trang HTML. Sau đó bắt ông dev, ông ấy đẩy cái file HTML lên hot à? Sao lại bắt sửa cái đường dẫn trong này? Có ai làm như thế không? Sao lại còn chưa kể là các bạn đấy mới hiển thị ở một category nhá. Nó hiển thị ở trang chủ nữa thì sao? Thế bắt ông đi tìm tất cả những cái trang đấy thêm URL các bạn bạn. À. Hiểu không? Cái này là truy vấn từ cơ sở liệu thì tất nhiên là ở đây nó sẽ có cái lợi là gì, mình muốn hiển thị cái dữ liệu gì ra thì mình hiển thị, và mình hoàn toàn là mình có thể control được bằng giao diện, hiểu không? Tức là khi mà các bạn tạo ra sản phẩm nhá, nó sẽ có một cái đội gọi là đội vận hành cái sản phẩm đấy. Người ta không quan tâm đến code các bạn chạy như nào đâu, người ta chỉ có cái nút cho các bạn bấm này, nút cho người ta bấm này, nút cho người ta chỉnh sửa hay ô textbook người ta sửa thôi, còn nó không quan tâm bên dưới nó chạy như nào. Được chưa? Thì học đến hôm nay còn hỏi câu đấy thì học sang Facebook rồi mà hỏi câu đấy là không được nha. Cái đấy là phải biết tại sao thì chúng ta học PHP ấy, chứ còn bây giờ chúng ta học Facebook rồi thì câu đấy hỏi nó hơi kiểu hơi trẻ con ấy, kiểu đấy, cái đấy. Rồi con có hỏi gì nữa? Ai bảo nội dung không bao giờ thay đổi? Ừ. Đây nha, còn trong thực tế người ta sẽ không làm như này. Ví dụ thực tế mình có một cái mình sẽ có một cái backend như này nhá. Đây mình sẽ có trang chủ này, nó là 44. Cái phần tạo mới bài viết này này thì người ta sẽ không để cái content cho mình nhập như này đâu. Người ta sẽ có một cái gọi là cái tool để các bạn hỗ trợ nhập liệu, ví dụ là Tiny MC chẳng hạn. Thì cái Tiny MC nó là một cái thư viện JavaScript hỗ trợ các bạn có thể edit được cái văn bản. Nó rất là, các bạn nhìn này, đó, rất là xịn. Các bạn có thể được màu sắc, thêm được hình ảnh, các thứ trong này đó. Thì các bạn có thể thử cái này, copy cái đoạn script này nhé. Bây giờ mình sẽ vào trang tạo mới này, vào con post này, create này, layout admin đúng không? Mình sẽ vào con admin.blade.php đúng vào, đúng thằng js này vào. Ở đây có một cái đoạn JavaScript là tiny mce init tất cả những cái thằng nào mà có selector là array text area.
mình sẽ sửa lại một chút, đấy là mình sẽ đổi thành class là MCE nhé, để mình sẽ khởi tạo những cái đoạn nào mà nó có class là tên MCE. Và bây giờ các bạn sẽ đi vào trang create này và các bạn đổi cho mình cái content này nhé, content này, thêm cho mình cái class ở đây là MCE thì các bạn sẽ được kết quả này. Năm này. Đó. Thì ở đây nhá, các bạn sẽ viết được một cái bài nó kiểu như này. Các bạn vào 24 giờ, mình sẽ có một bài viết như này chẳng hạn. Đó, mình sẽ copy nhé. Các bạn paste cái title vào đây, các bạn có thể copy được cái nội dung vào đây. Nội dung này có ảnh nhé. Đó, mình các bạn đã copy đến đây chẳng hạn. Sau các bạn paste vào, các bạn thấy có cái ảnh ở trong này không? Giờ chọn tag này, tag là biệt thự, chọn một cái tag bất kỳ đi, Việt Nam này, category này, tin tức này, create new post này. Đó, các bạn nhìn cái bài 14 này nhá. Bây giờ các bạn quay sang cái trang tin tức này. Tin tức là số mấy nhỉ? 2 à? Đây các bạn nhìn này, nó là một cái đoạn text rất là dài như này, đúng không? Nhưng bây giờ ấy, các bạn sẽ, đây là HTML, cho nên các bạn sẽ hiển thị, thay vì hiển thị text, chúng ta hiển thị HTML ở đây. Được chưa? Bây giờ các bạn vào bên trong này, thì các bạn hiển thị cái tin tức ở đây chẳng hạn. Thì các bạn sẽ làm như sau này. Các bạn sẽ vào cái trang vừa rồi, vào thằng client này, vào thằng post này, show này. Thay vì các bạn dùng dấu hai dấu ngoặc nhọn nhọn, các bạn dùng dấu ngoặc nhọn với hai điểm than, hai dấu than này. Và các bạn sẽ được cái kết quả là nó sẽ render ra HTML như thế này. Còn nhé, back lại nhé. Cái trang này thì chúng ta chỉ lấy một đoạn ngắn văn bản ở trong này thôi, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Các bạn sẽ dùng cái hàm substring của thằng PHP. Đầu tiên là các bạn quay sang cái trang category này. Cái content này này thì các bạn cũng dùng, các bạn dùng cho mình cái lệnh bỏ đi tất cả các tag đi bằng lệnh là script tag. Script bỏ đi các tag thêm lời thì mình chỉ nói context thôi. Script tag này bỏ đi các tag. Đó, nó sẽ mất các tag rồi đúng không? Và bây giờ các bạn muốn lấy một đoạn ngắn thôi chẳng hạn. Thì các bạn dùng substring ở đây. Substring. Mình sẽ cắt từ 0 đến khoảng 200 ký tự chẳng hạn. Đó. Và các bạn thêm dấu 3 chấm cho mình. Đây, thấy không? Thì cái đây là cái trang danh sách. Chúng ta hiển thị một phần nội dung thôi. Cắt CSS làm gì? Cắt cái này chứ làm sao cắt CSS? Cắt CSS cho nó chưa load được CSS cho nó vỡ khung. Kích vào xem này. Thấy không? Chứ ai lại đi để content là HTML tĩnh bây giờ. Là sao mở rộng mình? Sao nội dung không được cập nhật? Mình vẫn chưa hiểu tại sao nội dung không được cập nhật. À. Thế thì học nếu mà nội dung không thay đổi thì học PHP làm gì? Tại vì các bạn chỉ cần học trong HTML là được mà. Từng phần là như nào? Đúng không? Nếu mà các bạn muốn làm một web như này mà các bạn không cần cập nhật thì các bạn học PHP làm gì? Tại vì chúng ta chỉ cần học HTML, CSS là các bạn đã làm một web như này rồi. Đúng không? Chúng ta chỉ cần tạo ra các file HTML tương ứng với đường dẫn này là được.
đúng không? Đó. Nhưng mà bình thường ấy là người ta sẽ không phải là URL như này, URL này rất là khó để sell. Người ta sẽ có cái đường dẫn cho các bạn này. Dạ. Kinh doanh bla bla gì chẳng phát thêm L. Thì ở đây làm nào để cái lượng có thể làm được như thế này? Thì đơn giản là nó sẽ có một cái trường ở trong cơ sở liệu người ta gọi là slug. Đây này. Slug. Như em vẫn lưu slug. Em có một cột này trong cơ sở liệu để nó lưu cái gì? Lưu các cái URL, cái URL của nó cách nhau một cái ngang, đúng không? Nên là đây cái ngang là bảng số 1. Từ dấu cách này chuyển hình thì thằng lá nó có thể bạn làm cái này. Tức là khi mà chúng ta tạo ra bài viết nhé, thì nó sẽ tự động nó cắt cái title thành cái chuỗi này và lưu vào cái sử dụng. Còn sau này đây thì là mình đang query theo ID đúng không? Bây giờ không query theo ID nữa, các bạn sẽ query select bằng cái bạn này này, đúng không? Sau này put. Thì các bạn nhìn thấy ra thì lúc này URL làm cho đẹp hơn. Hay đúng không? Đây nhá, thì bây giờ mình sẽ hoàn thiện nốt cái trang chủ nhá, để các bạn hình dung được front end nó kết hợp với back end như thế nào nhá. À, chúng ta đã có trang danh mục rồi, đúng không? Có trang danh mục rồi, có trang chi tiết tin tức rồi. Bây giờ chúng ta làm nốt cái trang chủ. Chỉ có trang chủ đúng không? Làm trang chủ luôn. Và web này. Tạo một đường dẫn là dấu sượt thôi. Cái trang này đáng ra phải làm từ đầu đúng không? Chúng ta sẽ tạo một cái controller là home controller. Có home controller gì nhỉ? Có page controller gì nhỉ? Ở đây có page controller rồi, chúng ta sẽ tạo một cái function cái này là home page nha. Home page này. Return view này. Client.home. Bây giờ client.home. Thì bây giờ mình sẽ vào client và tạo một cái file là home.blade.pp. Đó. Home thì mình cũng extend cái từ cái thằng layout master này, đúng không? Copy path này. Có extend đúng không? Section content này. Scope này, đúng không? Có một cái thẻ container này. Row này. Cool này, vào đây 12 chẳng hạn này, đúng không? Có một cái H1 này. Hello này. Opec này, đó, như thế. Thì mình sẽ vào page controller, copy cái route này và quay sang web này, vào page controller này, a còng gì, home page chưa, bây giờ vào trang chủ nhá, F5 này, đó, thấy không? Và bây giờ chúng ta sẽ có thể làm một vài cái thao tác ở trên trang chủ này, ví dụ các bạn có một vài cái slide gì đó chẳng hạn, đúng không? Và home này. Ba carousel này. Các bạn có thể làm cái tính năng gì nhỉ? Quản lý cái carousel này ở bên trong admin. Các bạn thay ảnh vào. Quản lý ảnh. Ừ. Có thể làm bằng Laravel luôn. Đây. Đúng không? Các bạn liệt kê ra các cái gì? Các cái tin tức ở đây. Ra tất cả tin tức ở đây. Mình sẽ tạo bên dưới, mình sẽ tạo thêm hai cái trang nữa này, grow này, một cái cool md8 này. Cool md8 này mình sẽ hiển thị ra tất cả các bài viết mà mình đã tạo ra. Được chưa? Hả? Mình đã viết ở file home trang chủ phong end. Ừ. Đấy, phong end mà phần backend nó như này cơ mà, backend nó như này cơ mà. Ừ, mình viết style này.
style thì tách ra một file CSS riêng mà viết. Đó, nói chung là về bản chất ấy, cái thằng frontend thì nó làm ý đúc cái thằng backend, nó có khác gì đâu hả? Nó có khác gì không? Bạn thấy có khác gì không? Nó có một cái view master không? Ừ, có đúng không? Tại vì nó có header này, footer dùng chung này đúng không? Nó có truyền biến tham số giống như thằng backend không? Có đúng không? Vẫn dùng compact đúng không? Nó có dùng model không? Nó có dùng model lấy dữ liệu không? Đâu? Nó model thì liên quan gì backend frontend? Đây. Đây là nó return view, nó chưa lấy dữ liệu thôi. Tí nữa mình sẽ lấy dữ liệu sau. Được chưa? Nó không khác gì các bạn. Thế nha, bây giờ mình sẽ ở đây mình liệt kê ra tất cả các cái tin tức chẳng hạn. Mình sẽ có BF3 mình sẽ có một cái panel nhé. BF3 panel info chẳng hạn. Đó. Đây này. Đó. Mỗi cái ở đây thì mình sẽ có bao nhiêu bài viết mới thì mình sẽ hiển thị ở đây. Đó. Thì bây giờ mình phải làm nào để lấy ra tất cả bài viết mới ở đây đã. Đó. Và chúng ta sẽ có một cái phần nữa là phần bên phải. Cool này. MD4 đúng không? Bên này là hiển thị ra tất cả các cái danh mục của bài viết. Thì mình xem cái bootstrap 3 nha. Sẽ lấy một cái component list của nó. Bây giờ người ta dùng bootstrap 4 cũng nhiều rồi các bạn. Các bạn có thể nghiên cứu xem là thằng bootstrap 4 sai như nào. Các bạn apply vào dự án các bạn nhé. Lead group này. Thì mình sẽ có một cái dạng như này nhé. Copy cái đoạn này. Biết vào. Đây. Đó. Ở đây về bên trái mình sẽ hiển thị tất cả các cái bài viết mới, còn bên phải mình hiển thị các danh mục mới. Đúng không? Thì vấn đề là gì? Chúng ta phải lấy ra tất cả bài viết mới này. Chúng ta phải lấy ra được gì? Tất cả những danh mục ở đây này. Được chưa? Đó, bài viết mới này. Thì chúng ta cũng dùng model để truy vấn cho mình được thôi, vào page controller này, home page này đúng không? Đây. Để lấy được thì chúng ta phải có cái thằng model đã đúng không? View này, app này, search này, model này. Search này, category đúng không? Search đi. Post đúng không? Ok không? Ờ lấy hết. À không, mình lấy vài mấy cái mới nhất thôi chẳng hạn. Ví dụ nhá, lấy ra tất cả category chẳng hạn. Category thì mình lấy hết để mình hiển thị ra, còn post thì mình lấy vài bài thôi. Category thì tại vì nó có giới hạn. Còn post thì nó rất nhiều, đúng không? Category 2 chấm gì own này, xong đúng không? Dollar này, kate này, body này. Bằng này, đúng không? Post. Post thì chúng ta sẽ lấy ra khoảng lấy mới nhất đúng không? Lấy mới nhất thì chúng ta dùng cái gì? ID. Theo ID thì nhưng mà chúng ta dùng cái lệnh gì? ID lớn nhất. Không, lấy từ mới đến cũ thì làm nào? Order by. Order by gì? ID DSC đúng không? Ví dụ chúng ta lấy ra 10 thằng mới nhất thì chúng ta dùng cái gì? Biết không? Dùng limit. Limit 10. Limit này của PHP em. Đây là của Laravel hết. PHP thuần thì dùng limit offset. Có biết có là SQL có limit offset. Thì xem lại video của mình ấy. Em vừa nghe VC mình có làm cái đấy rồi. Và gọi đến rằng gì? Ok. Đúng rồi đấy. Đấy bây giờ truyền xuống bằng hàm gì? Compact. Post này. Category này. Đúng không? Và bây giờ chúng ta việc của chúng ta là gì? Lọc chúng nó ra. Đúng không? Forex thôi. Easy game. Vào home này. Vào cái phần panel này. Forex cái thằng này. Đô la post này, thấy chưa? S này, đô la post này, thấy chưa? Số nhiều với cả một cái số ít, thấy không? Chúng ta tab cái này vào này. Code nó phải đúng. Đúng từng cái dấu gì, dấu tag, dấu cách. Thì title của nó này.
đô la post cho đến gì title. Cái này hiển thị một đoạn nội dung của nó này, đô la post này cho đến gì. Mình sẽ copy cái đoạn này, cái đoạn bên thằng các bạn nhớ có cái đoạn ở bên thằng category show không, có cái đoạn này này, các bạn thấy là mình phải nhớ cái logic nó dài quá thì chúng ta sẽ tìm cách để sử dụng lại nó, chúng ta cần nhớ cái hàm thôi. Cái này là nhiều là description đúng không, chúng ta sẽ viết một cái hàm ở trong post này. Trong một đồ post.pp các bạn viết cho mình một cái hàm get description, được chưa? Chúng ta sẽ cắt, tiến hành cắt và chúng ta return một cái string đây thôi. Thì cắt như thế nào? Cắt như thế này. Nhưng mà đây là trong model đúng không? Trong model thì chúng ta không được dùng cái dollar code ở đây mà chúng ta dùng zip thì nó sẽ trỏ đến cái cột content. Các bạn hiểu không? Tức là gì? Ở đây nó là bên trong cái thằng post cho nên là gì? Nó hiểu được cái thằng zip này chính là đại diện cho gì? Cái post. Được chưa? Đó. Chấm phẩy. Và bây giờ chúng ta không cần ke cái hàm subscript gì nữa, chúng ta chỉ cần need đến là lấy restriction gì, chúng ta có cái hàm này gọi ra, thế là xong. Không phải viết cái đoạn dài ngoằng ngoãng này nữa. Quay lại này, post này, get restriction. Ừ, gọi cái hàm ra luôn. Được chưa? Xem nhá, em đang này. Ờ, lỗi, get restriction. À, không phải là category. Sao lại post thì lại thành category này, vào page nhá. Đây, sau đây các bạn, mình làm cái code nhé. Mình đang dùng sai model để truy vấn em Nam này. Thấy không? Chắc chơi người dơ không? Đúng không? Đây là tất cả những bài đăng mới nhất của mình. Thế này thằng phòng em thích cái đèn Remsen giới hạn ký tự thì nó sẽ nhận thằng nào? À, thì đó là tùy em. Em nếu mà em apply thằng forend nó giới hạn nữa thì nó sẽ theo thằng forend. Còn cái việc cắt hay không nó vẫn phải cắt. Chắc chắn là nó không được để nguyên cả một đống dữ liệu như thế để cho thằng forend nó xử lý, đúng không? Việc cắt là mình vẫn phải cắt. Tức là gì? Mình sẽ giới hạn cái dữ liệu chứ nếu không bây giờ nhá. Nếu em format tức là giới hạn cái text bằng CSS, nếu mà nó không có load CSS được thì vấn đề là gì? Cái trang chúng ta nó bị toa không? Được chưa? Giống như việc validate đấy, chúng ta phải validate cả cái này nữa server. Bây giờ các bạn sẽ bổ sung thêm một cái nút là nút xem thêm ở đây đúng không? Nhưng mà các bạn lại phải nhớ ground nó lại phức tạp. Bây giờ lại viết thêm một cái hàm nữa ở trong thằng post. Và post này. Function này. Get show URL. Đó. Chúng ta lần sau chúng ta không ke nó là tên ground là gì nhỉ? Chúng ta chỉ cần đi theo cái model thôi, gọi thằng get show URL ra. Return. Return gì các bạn? Đây là một URL đúng không? Thì return cái gì? Return string đúng không? Nhưng mà chúng ta gọi hàm gì ở đây? Chúng ta lúc nãy là để hiển thị ra cái URL bên ngoài trình duyệt, chúng ta dùng hàm gì nhỉ? Không URL mà, hiển thị một cái URL nút xem thêm mà. Không phải. Ờ đúng, hàm route. Route đúng không? Route gì? Post.show đúng không? Chúng ta truyền thêm một cái tham số là gì? Post.route này có một tham số là gì? ID đúng không? Thế bây giờ ID ở đây là cái gì? Làm sao để lấy được ID? Ờ đúng, zip cho đến ID. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta không cần ke nó là route gì, chúng ta phải gõ, chúng ta chỉ cần gọi cái hàm này ra là xong. Đây nha. Đó, description này chúng ta có cái nút này, button này, à một cái A này, chấm này, btn chấm này, chấm btn primary. Đó, và bây giờ chúng ta echo ra. Không cần nhiều round luôn, đô la post cho đến đi, get show rồi lờ. Được chưa? Còn nút là xem thế. Thì các bạn thấy kết quả như sao? Thấy không? Xem thêm này, kích này. Nó vào trang. Được không? Ok không? Đấy thì phone end nó như thế thôi. Đúng không? Tương tự đối với này các bạn liệt kê ra các cái gì?
các cái category tương ứng. Cái này dễ mà, khi mà các bạn làm được có được giao diện thì các bạn cứ ghép vào như bình thường. Đây nha, forex đúng không? Forex gì? Đô la gì? Category. S đô la category. Chúng ta paste cái LI vào và chúng ta gì? À, category này cũng chưa có show RL thì các bạn cũng tạo thêm một cái như thế. Không thì các bạn phải gõ ground vào. Nói chung là nhiều cách, nhưng mà chúng ta nên tìm ra cái cách nào mà chúng ta thấy là nó ngắn gọn hơn, ngắn gọn nhất đúng không? Chúng ta không phải nhớ ID của nó là gì cả. Tại vì bản chất về cái object post hay là category nó đã có cái thằng ID trong đấy rồi. Đúng không? Chúng ta chỉ gọi những cái hàm để tương tác với nó thôi. Nên làm như thế nha các bạn nhé. Sau này các bạn đi làm thế thôi. Đây là kinh nghiệm đi làm các bạn. Get show URL return round. Nhưng mình cho ta tên thì sao nhỉ? Web này. Đây, chỉ có tên nhé. Mình ra tên cho nó là category.show. Được chưa? Phải quay lại này. Mình chuyển vào ID cho các bạn zip cho ID. Tất cả thì thôi, phải các bạn có thể gì? Điều đây. Đô la category. Cho đến get show L. Đó. Và cái này thì phải để trong thẻ A. Đúng không? Chứ không phải để trong cái này. Đây là còn thẻ A này. Get show L này. Và chúng ta phải hiển hiện cái tên category ở đây. Vào giữa cái thẻ A này. Đúng không? Tiếp tục echo này. Đô la category cho đến gì? Name. Mình không chắc là mình sẽ query nhé. Đúng rồi, name nhá. Em nằm. Đấy, thể thao, tin tức pháp luật, kích vào thể thao nhá. Nó sẽ ra cái gì? Trang thể thao. Đó, thấy không? Back lại này. Ra tin tức này. Đó, tin tức, thấy không? Đó. Ok không? Thử thực hành nhá. Slide á? Slide em tạo một cái bảng lưu là có một cái bảng là bảng slide, được chưa? Có chọn đúng rồi. Về bản chất cái slide là gì? Nó lưu cái gì? Lưu cái đường dẫn thôi. Lưu đường dẫn ảnh thôi, đúng như em làm tính năng upload avatar đó. Em sẽ lưu cái đường dẫn ảnh vào trong cái database. Sau ngoài bên ngoài thì em sẽ lấy cái đường dẫn ảnh đấy hiển thị ra. Chứ không phải lưu cái ảnh vào database nhá. Cái ảnh đấy nó sẽ upload lên cái trang public của mình ấy, cái folder public của mình ấy, được chưa? Sau đó là gì? Em sẽ lưu cái đường dẫn đến cái ảnh đấy. Chứ thằng bây giờ phải làm một cái library. Library gì? Thư viện chứa ảnh. Không, cái ảnh nó chỉ là một cái file thôi em. Em chỉ việc là khi mà em upload cái ảnh đấy lên thì em sẽ move cái từ cái file tạm vào cái folder public của em. Chỉ có nên em chỉ muốn thằng bây giờ nó chọn ảnh. Em chọn ảnh thì em vẫn phải upload cái ảnh này lên. Vẫn dùng cái nút upload. Đúng, vẫn phải có nút upload. Thấy không? Còn bây giờ các bạn thực hành cho mình tạo cái trang chủ. Với cả liệt kê ra tất cả các bài viết và danh mục của nhân nha. Thì khi mà các bạn làm đến đây thì là gì ạ? Các bạn đã hoàn thành được cái gì? Cái flow là backend các bạn phải làm thế nào và for này các bạn phải làm thế nào. Thì đến đây là gần như đây là có thể là qua được một cái đồ án gọi là symbol. Có quản lý tin tức, có quản lý category, có đăng nhập đăng ký. Còn sau đó thì mình sẽ có làm thêm các bạn một phần liên quan đến phân quyền. À, tí nữa thì các bạn mình sử dụng các bạn làm về Ajax nữa. Đó thì cái Ajax cũng là một cái kỹ thuật khá là hay. Slide sẽ cũng cho bạn bước tự chạy đúng không? Ừ, nếu có thể tắt tự chạy được, dùng dao chuyển để tắt đi. Em lưu ý là dùng trang bị. Thì trang có cái thư viện này. Đúng rồi, bút cây của thư viện là bút cú. Còn dễ bút trang của nó. Thì bút trang, thực ra nó là bao gồm cả CSS và thư viện jQuery. Ông nó cũng kể thư viện là bút trang thực viện của CSS. Thì nó cũng là bút giao ship. Các bạn thực hành nhé. Chỗ nào không hiểu thì hỏi mình, và chỗ nào cần mở lại code thì hỏi mình.
nhà sẽ lại đi theo anh. Có mà có tiếng mà. Bây giờ mình không có tiếng á? Có mà. Có tiếng mà. Có lần đầu có, mấy lần đầu có. Mới sửa mấy video có tiếng mà. Có tiếng mà. Em có tiếng mà. Thế bây giờ làm sao? Nghĩ thế một lượt thì mọi người làm sao làm bạn? Còn mình không học kiểu quyết định sang hoa nhé. Mình học phải có cái lượt cái này. Và web đi nè. Thế về bên này tiếng Nhật phải quan trọng. Em chủ yếu là học bài tháng bê bà caro caro nhìn chung khuôn cho cách mà sao chúng ta để có lòng vô hạn bao nhiêu mình quan tâm đấy chứ mình có cái la còn cái máy là biết máy biết à ba mẹ ba mẹ bê lần này các bạn phải xem cốt này. Buổi này là buổi thứ 8 đúng không? Thì nói chung là các bạn cũng đi hết được một lượt về Laravel đấy. Ừ, mình chả làm một cái web hoàn chỉnh đấy còn gì nữa. Làm từ làm một cái trang web đẹp như thế thì làm sao thời gian để cho cả lớp có thể làm được từ đầu đến cuối. Ở trên lớp là mình chỉ hướng dẫn các bạn gì cái cách để làm thôi. Còn nếu mà cái một cái web hoàn thiện thì các bạn phải về nhà tự làm thêm. Còn nếu mà làm một cái web buổi mà từ đầu đến cuối thì phải gọi là các bạn phải học 3-4 chục buổi. Nếu mà có cái sẵn rồi thì cần hướng dẫn cái các bước làm. Cái ý là phải các bước làm. Như nào? Em muốn học như nào? Step by step. Nhưng mà anh cần có biết được. Nhưng em cần sau khi quá trình khâu làm thế nào? Để có một hình dung tổng thể. Thì mình vẫn học như thế mà. Mình vẫn đi từng bước. Lại lần nữa. Nhưng mà có anh biết được. Mình gõ từ đầu đến cuối còn không ăn ai này. Các bạn thấy nhá, mình có rất nhiều snippet để gõ nhanh nhá. Nhưng mà về mình không gõ snippet đâu nhá. Mình toàn gõ cho các bạn xem thôi. Còn nếu mình code nhanh nhá, các bạn không thể nhìn thấy mình code cái gì luôn ấy. Thật sự luôn. Mình vẫn đi từ đầu mà. Các bạn về nhà xem lại cái video của mình ấy. Mình không có cái nào đột một phát vào mình giới thiệu một cái gì đấy mà các bạn chưa biết. Mình đi rất từ từ. Về nhà xem lại video hệ thống mình có xem. Làm sao có câu như thế này? Câu đều ra. Buổi 8 rồi ông nhắn mà anh nghĩ lâu rồi thì anh nhanh không? Như nào mà nhanh? Đi muốn làm à? Kiểu nãy anh có một dàn sẵn. Làm sẵn rồi. Có nghĩa là nhà anh làm sẵn cho bạn một dàn sẵn không? Để anh kết nối đúng không? Đăng ca thành lập các bạn. Bây giờ phải tạo dàn mới ra làm nhé. Em
em đợi một người đến người ta phải làm rồi sau đó cho em vào làm. Sẵn ở đây là sẵn thế nào? Sẵn kiểu là anh có hết rồi, có mấy người mà. Nhưng mà như thế thì các bạn quan trọng thành lập các bạn. Nhưng mà như thế các bạn đi học các bạn được cái gì? Thì đây là các bước. Còn nhìn cách nhìn tổng quan thì cái cảm nó sẽ. Như thế không được cách nhìn tổng quan nhé. Như thế là học ngọn. Thì giờ còn có hai buổi thì làm phát thế này, có kia. Mẹ luôn làm cái câu hiểu kiểu học của bạn luôn. Anh và làm nó chèm cái anh sẽ có nhìn tổng quan kia sang YouTube. Nhưng mà bây giờ làm sao để có thể kịp được cái này? Em được rồi. Bây giờ nhá, bây giờ đơn giản là em chỉ cần học xem lại các video của anh đã đăng thôi. Nó là tất cả những cái gì đi từ chưa biết gì đến biết gì luôn. Chứ bây giờ có máy làm sao mà bây giờ có cái giả thông sẵn như thế cho là bây giờ vào nó sửa thêm được chưa? Như thế các bạn không được cái gì hết đúng không? Các bạn vào đây bài các bạn biết ở làm này làm cái kia. Nhưng mà bây giờ các bạn không hiểu gì đâu. Tại sao phải làm này làm cái này? Mình phải đi từ đây nhá, cái chương trình mình dạy lao theo này là mình đi từ cái dự án ban đầu nó chưa có gì, nó là cái con lao theo trắng tinh thôi, từ cái bước cài đặt PHP hay là composer đến cái bước mà các bạn phải làm một website. Đi như thế còn chưa ai bảo bây giờ có một dự án sẵn để các bạn làm thôi, các bạn phải làm thay đổi cái thao đi chủ động lên. Với cả Laravel đấy nhá. Laravel là mình dạy ra cái ý đồ của mình. Tại vì mình cũng là một người tự học Laravel. Laravel PHP thì mình học được một chút ở trường. Với cả làm một số cái dự án ấy. Đó. Ngày xưa ấy, cái đấy mình kể các bạn cái lộ trình mình học Facebook. Ngày xưa là mình đi cũng đi học một cái trung tâm với các bạn này. Nhưng mà học xong thì mình cũng chưa làm được luôn đâu. Học xong thì mình làm thêm các dự án nhỏ nhỏ. Tại vì lúc đấy mình viết cơ bản của PHP rồi. Mình học PHP nhưng không được học những các bạn bây giờ đâu, là các bạn học Facebook đâu. Mình học PHP thuần thôi ấy. Học PHP MVC ấy. Năm bao nhiêu rồi? Năm 2015, 2016 gì đó. Thì khi mình học cái đấy mình cảm thấy là bây giờ mình có thể tự tạo một website của mình, nhưng mà chưa là học Facebook, mình vẫn làm một cái web MVC, mình vẫn cố mình học, mình đẩy cái web để mình lên web nó chạy đó. Sau đó thì bây giờ mình cứ làm. Sau đó có một cái cơ duyên mình gặp ông anh, là ông anh ấy lại có một cái dự án làm về PHP, nhưng mà khách hàng ở Bắc là dùng framework, mình dùng CI copywriter. Tại vì mình tìm hiểu bằng bây giờ mình phải học Facebook và mình phải học rồi. Bây giờ mình nghiên cứu một thằng đi. Cho mình tìm một thằng dễ nhất, Facebook và PHP, là mình học bằng CI, Code Editor. Thì mình học xong đấy, mình làm được một dự án bằng Facebook. Ủa, lần đầu tiên làm bằng Facebook sử dụng các bạn. Phê. Thật sự luôn, lần đầu tiên mà kiểu lên Facebook ấy, nó rất nhiều file, nhìn dự án mình. Ngầu. Đó, xong mình đẩy cái con đấy lên. Là lúc đấy nhá, là trong người mình khỏi. Đây là chân đái của mình rồi, mình học Facebook. Sau đó là mình đi làm thì mình làm một cái dự án cho cái trung tâm dạy học. Mình làm một cái con gọi là phần mềm quản lý. Cũng có backend này. Và cũng có frontend luôn, mình cũng có frontend, cũng có backend luôn. Và mình dùng cái Facebook, mình làm dùng Facebook, cái gì cũng được Facebook hết. Đó, thì từ những cái đấy nhá, nó sẽ lên dần dần. Và sau này khi mà mình chuyển ra cái phương pháp khác mình học, mình cảm thấy nó cũng đơn giản, nó cũng như các nó cũng chung nhiều một cái đôi khi mà nếu các bạn làm quen đấy, các bạn cần tìm hiểu trong vòng 1 tuần đến 2 tuần các bạn nắm bắt hoàn toàn, gần như là 80-90%. Thật sự sau này các bạn đi làm các bạn sẽ hiểu nó cũng không phải khó đâu. Nhưng bây giờ này các bạn, cái quan trọng nhất các bạn bây giờ là gì? Bây giờ các bạn ở đây nhá, các bạn đi học xong các bạn ở đây. Nhưng mà khi các bạn đi làm thì nó ở đây. Và các bạn ra trường nó bị dơ, có một khoảng dơ. Các bạn không bình thường nhá, học xong là chúng ta phải như này, các bạn tiếp cận được.
học xong bạn chuyển đó. Thì bây giờ mình điều mình cần các bạn làm các dự án, các đồ án làm thật nhiều mà. Thì các bạn quen dần các thực tế đi, để các bạn xuống như này, xa xa như này này đó. Thì đến khi mà các bạn có được cái đồ án, được cái đồ án nó hoàn chỉnh một chút, thì các bạn gì có thể xin thực tập. Thì khi mà các bạn đi thực tập, cái quan trọng nhất của đi thực tập ấy là không phải là vì tiền mà là gì, vì các bạn phải kiếm được một nơi các bạn gì có thể gì học tập được. À, lúc đấy nha, các bạn đi thực tập nha, nếu các bạn có thể có một công ty thì các bạn có thể có mức lương từ tầm 3-4 triệu, 5 triệu gì đó, nhưng mà không quan trọng, không quan trọng ở đấy nha. Để các bạn đi thực tập, mình nói các bạn đi thực tập không lương. À, không lương được, không không quan trọng tiền, vấn đề là em học được cái gì từ cái đấy. Còn nếu ấy, em khi mà em đã học được, em đã làm được thì chả có tin là người ta không trả lương cho em. Không phải là người ta cố tình người ta bóc lột em đâu. Các bạn là em muốn trả lương, người ta trả lương cho em phải có giá trị đã, em phải có cái gì để người ta bóc lột đã. Bây giờ em đang đi học, em đi học mà đòi bây giờ tôi dạy ông mà tôi còn trả tiền ông, có chỗ nào như thế không? Nhưng mà đi mà không có tiền ăn khó. Thì vấn đề là em làm như thế nào để tạo ra cái giá trị cho bản thân, để người ta công nhận cái giá trị đấy và người ta trả tiền cho em. Yeah. Vấn đề nó như thế, chứ không phải là bây giờ cứ dạy công ty nào, à bây giờ công ty này có muốn lương thì chúng ta đéo. Quan điểm này là sai lầm. Tìm một chỗ có hỗ trợ 100 triệu. Ừ thì nói chung là mình có cái tất nhiên là tốt hơn. Nhưng mà các bạn vào cái thực tập mà nó kiểu có ba bạn đi bưng bê rót chè bưng nước thì thôi. Sao lại bắt đi? Đấy thì đấy là lời khuyên của mình thôi. Lớn rồi, mình chưa nghĩ nhá. Ai là tốt gì có tuyển thực tập? Có tuyển thực tập. Công ty mình thì không tuyển thực tập, chỉ tuyển các bạn junior và fresher. Còn đầu thì sao? Đúng không? Thì bên mình không có thời gian để đào tạo. Công ty to thì nó có thời gian để đào tạo thôi. Nhưng mà công ty mình cũng tuyển khá là gắt nha. Vào là phải có test nha. Có hai bài test luôn. Bài test liên quan đến kiến thức cơ bản của lập trình và bài test liên quan đến tư duy điện tử. Lương bình thường. Khi bây giờ mà đi làm phòng em thì nên trung bình của mình. Phòng em tùy nhá. Phòng em nếu mà bạn sao chuyên phòng em ấy. Tùy 5 triệu có, 10 triệu có, 15 triệu cũng có, và tầm 3 triệu có. Sao không nghe được cái 30 triệu này? Có chứ. Đạt cảnh em chưa đạt cảnh với 30 triệu đâu. Thì nó mới đạt cảnh như thế nào? 30 triệu mới đạt cảnh như thế nào? 30 triệu ạ. Khi mà một bạn mà không em mà làm đạt được 30 triệu, bạn cũng sợ không em back end không? Back end cũng làm được. Back end cũng làm được, nhưng mà cái không em làm được thì các bạn hiểu không? Phong em là bạn ấy sẽ thích hơn, nó đam mê phong em hơn thì nó làm phong em. Còn đạt được cái level đấy thì nó không sợ gì hết. Chỉ có điều là gì? Khi tôi làm phong em, tôi sẽ trình diễn được cái hiệu năng tốt nhất của tôi. Thì tôi làm phong em. Chứ còn lương đẹp thì... Không, thế là cao. Lương đẹp là cao. Lần tăng lương gần nhất của mình là 5 triệu. Tăng lương khác 5 triệu. Xong ngày là chắc 1 năm 2 lần. 1 năm 2 lần. 2 lần thì là 4 năm 10 triệu. Nhưng các bạn thì làm thế nào để chứng tỏ được cái giá trị bản thân? Thôi, mình chém đau hơn nữa làm. Làm đi. Muốn lương cao thì phải làm, đừng có lười. Làm gì? Post đúng không? Xong rồi. Em sẽ làm xong. Làm gì cơ? Đấy á? Đấy. Một số người thì mơ về cái gì? Mơ về những cái con đường để lập trình của một số khác thì
không mơ người ta tỉnh thì chúng ta tỉnh chúng ta thực hiện được cái mơ này, không mơ nữa chừng mơ nữa tỉnh đi. Mà các bạn có biết không, các bạn học chiếc và các bạn đã biết được phần lý kiện chúng ta tích lũy đủ về thì lượng thì ta đổi về chất đúng không? Thì ví dụ các bạn muốn làm lập trình viên đúng không, thì bây giờ các bạn chưa phải lập trình viên đúng không, thì các bạn phải dần dần tích lũy những cái chất của thằng lập trình viên, dần dần chúng ta trở thành một học thực ra mình học chiếc mua nhưng mà mình biết mỗi câu đấy cũng giống như việc các bạn đun nước sôi nhá, đun nước sôi mà các bạn đun đủ về nhiệt độ thì nó sẽ thay đổi về chất, à đủ về lượng thì đổi về chất, từ gì từ nó sẽ chuyển từ dạng nước thành dạng hơi. Ở thì cái việc học cũng giống như thế nhé, việc học nhá, việc học là gì, các bạn phải đun nước nhá, là phải đun liên tục, chứ không ai đun đến 60 độ rồi lại dừng lại, sau đun tiếp 60 độ, sau đun tiếp 60 độ thì mãi đã kiểu 60 độ. Thì việc học thế các bạn phải gì, lặp đi lặp lại tiêu liên tục như thế đó, thì nó mới ra kết quả đơn giản một thôi. Công ty anh có làm được nhận không? Công ty anh có làm được nhận không? Cái đấy trên Việt Nam ít chỗ thể không? Việt Nam thì nói chung cũng có mà. Thế nhưng mà toàn tuyển có kinh nghiệm thôi, mà là ai có kinh nghiệm? Dần dần từng người nào luôn. Nhưng mà anh thấy FPT học Nhật có vẻ không quan trọng chỉ lắm nhỉ? Anh thấy mấy đứa học FPT học FPT học Nhật nó vẫn đang giảm bạ thì ngôn ngữ thì chẳng được. Việt Nam thì đứng FPT bên Nhật. Cái khóa của em có được nhiều đứa lập trình nữa không? Cái em thì bạn bè em mà ít đứa dễ hơn sang Nhật. Anh phải đi Nhật nhiều. Không, ý là nó vẫn là trường chuyên, chứ ít đứa nó dễ sang một đứa mà không được. Để là chúng nó sai cả là chỉ. Có mà, nó còn lương cao, có tờ đấy. Tờ béo, tờ chục triệu. Chưa đi Nhật quái. Công tơ ở Việt Nam. Còn đi Nhật thì không nói. Còn tờ Việt Nam thì béo. Mà con tơ Việt Nam thấy bảo không được do dự án, chỉ ngồi dịch người ta đi. Không, cái đấy cũng tùy em ạ. Vẫn tùy ở mình thôi. Em nghe nói thôi đúng không? Em phải trải nghiệm em mới biết. Em phải thử mới biết. Có những người do dự án cảm thấy là em. Thế thì em là nghề dịch thuật chứ không phải là nghề liên quan đến lập trình đâu. Chỉ là biết về lập trình không? Lập trình thì học dịch thuật của người ta dịch thuật. Dịch tài liệu, dịch mail. Nhưng mà cứ từng là nhưng mà cái mục tiêu của em đi học ở đây là gì? Mục tiêu nào là cũng không biết, nhưng mà sau khi thấy mục tiêu đây là quá sức thì quá sức. Đấy là chỉ biết đấy nhá, anh chia sẻ nhá, cái PHP là anh thấy là ngôn ngữ lập trình dễ nhất luôn đấy, dễ hơn cả C Java hay là dễ cả .NET. Nói chung là về khó thì nó cũng không khó, nhưng mà cái cách mà ví dụ mình có thể đẩy lên một tạo một cái dự án nó nhanh ấy. Cái thằng PHP này là best luôn đấy. Còn nó .NET thì Java thì các bạn phải cấu hình các thứ nhiều. Thì sao các bên này lựa chọn nhưng mà khó hơn nhiều? Hả? Sao các bên mình lựa chọn những hơn khó hơn? À, tại vì nó chỉ có những lợi thế.
Em hiểu không? Ví dụ như là gì, ngân hàng hay là nhà nước thì nó sẽ yêu cầu là mã nguồn đóng, ví dụ Java hay .NET là mã nguồn đóng để bảo mật. Nó là cái mã nguồn khi mà nó build ra ấy, thì nó sẽ không đọc được. Không 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 không, không phải. Build ở đây là build là nó sẽ tạo ra một cái file, giống như em biết em lập trình di động bao giờ chưa? Nó build ra một cái file APK ấy, và mình không thể gì dịch ngược lại để đọc các cái code ấy. Thì bọn kia cũng thế, nhưng mà thằng PHP là thì nó không phải như thế. Thằng PHP nó ngôn ngữ thông dịch. Em phải đẩy cả cái source code của em lên trên server ấy để em chạy. Thì vấn đề là gì, nếu mà nó bị lộ source code thì người ta vẫn đọc được cái logic ở trong source code này. Kiểu thế, hình dung không? PHP không yếu nha. PHP không yếu, nếu mà nó yếu thì nó đã chết lâu rồi. À? Nó là mã ôn mở thôi, nó bị mã ôn mở. Và nó cái quá trình mà nó triển khai nó bị lộ mất cái số code nó là thông dịch, cho nên là nó không đóng gói như thằng .NET hay thằng Java, nó sẽ build thành các cái file WA hay gì đó. Hả? Đóng gói là nó khác. Đóng gói đây là đóng gói trong cái lập trình, trong lập trình đối tượng. Còn đóng gói ở bên kia ấy, thì là thằng kia là nó build thành một cái file ấy. Còn thằng PHP thì nó không có kiểu như thế, em hiểu không? Không có. Thì lúc em nộp bài thi là phải build sang đây APK. Ngày xưa ấy, PHP cực kỳ phổ biến luôn. Đến 60-70% các website là chạy bằng PHP. Kể cả thằng Tiki ấy, ngày xưa nó cũng chạy bằng PHP. Facebook nha, biết Facebook không? PHP đấy. Bây giờ thì nó sẽ kết hợp PHP và nhiều thằng. Một website thì nó thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nó không phải là cố định một ngôn ngữ. Nhiều công nghệ đằng sau này. Thì tất nhiên, cái level nó thì cần quá dùng Facebook. Nó sẽ tự tạo ra Facebook dành cho riêng mình. Cái level đấy là cái level vũ trụ, em hiểu không? Nó là cái website có lượng truy cập gọi như là gần như là lớn nhất thế giới rồi. Nó không phải là dùng những cái công nghệ bình thường anh em vẫn dùng đâu. Nào các bạn, xong rồi trang chủ với trang category chưa? Chúng ta tiếp tục cái phần Ajax. Nó gọi là cái gì mà ngôn ngữ nào có, và nó là một cái kỹ thuật. Nó là một cái kỹ thuật của bất kỳ một cái ông lập trình viên web nào đều phải biết. Ví dụ thằng Facebook này toàn là rác. Bây giờ các bạn đăng một cái bài lên, các bạn thấy nó ra một cái bị reload không? Ừ. Đây, cái đấy là Ajax đấy. À, không. Ajax và jQuery nhé. Nó đếch thì nó đếch liên quan đến nhau. Đây này. Ajax ấy, nó là một cái kỹ thuật cho phép các bạn gửi cái dữ liệu ngầm và nhận dữ liệu ngầm, được chưa? Thì các bạn có thể viết Ajax, viết các mã Ajax. Ajax là thứ nhất, từ đó là giúp giao ship thôi. Cốt giao và ship. Nhưng mà ấy, cái thằng Ajax này này, ở trên mỗi cái loại trình duyệt ấy, thì nó lại có những cú pháp khác nhau. Ví dụ Chrome với cả Safari, à Chrome với cả Firefox là nó sẽ có một kiểu viết dữ liệu này, còn IE là kiểu viết khác này. Có thể mình viết là phải viết rất trình duyệt. Ngày xưa thì như thế. Nhưng bây giờ ấy, khi mà thằng jQuery nó ra đời, sẽ đóng gói những cái đấy lại, các bạn viết một lần nó chạy tất cả. Đó, thì đấy là tại sao người ta nói là viết là Ajax bằng jQuery, rồi viết Ajax bằng JavaScript thuần. Đó. Đấy, các bạn đỡ phải khó hiểu thì lại giải thích các bạn.
Mình làm được 3 năm. Gọi là middle thôi, senior cũng chưa phải. Thì Nhật á? Ừ, mình cũng chưa có định hướng đi sang Nhật. Không phải là tiếp tiến lương sẽ cao hơn. Tiếp tiến mày làm 5 năm đến BRSD. BRSD về nước ngoài đúng không? Không, tiếp nhận trong nước ngoài. Ừ. Thế á? Căng vậy luôn. Thì cố gắng học cần gì nữa. Ông có tiếng Nhật rồi bây giờ học thêm lập trình đi. N2 á? Em á? Thế bây giờ em đang ở N mấy? Hiện tại đang N3 rồi. Thi rồi. Trình độ nó là tầm đấy. À chưa thi. Nhưng mà thi thẳng lên N2 luôn. Chỉnh đâu biết, nhưng mà vì thi... Thử chém mấy câu tiếng Nhật xem. Nói thế. Yamate. Có cái mục đích gì đó. Nói, ơi em nói về ví dụ ngành IT ở Việt Nam xem nào. IT ở Việt Nam? Ừ. Hay là bây giờ em giới thiệu về bản thân em đi, với cả trường học của em đang học đi, em thấy như nào? Ừ. Tiếng Anh cũng nói được ạ? Bây giờ nha, bây giờ anh là phóng viên, anh đến phỏng vấn em thấy là gì? Em thứ nhất anh sẽ hỏi tên của em, anh hỏi em học trường nào và em thấy môi trường em học như thế nào đó, em trả lời nhỉ? Tiếng Nhật. Môi trường em học như thế nào? Giới thiệu tên tuổi như thế nào? Sao ông này nói xem dùng tiếng Nhật nào. Thử đi. Ngại gì chứ? Còn đây còn mẹ bà ông rồi. Tức là gì của anh đang để tới hết đúng không? Nếu nó nói tiếng Nhật thì nó sẽ tự là Arashiwa Nam Tomosuka. Bây giờ em có nghe được người ta nói không? Được, nghe tốt rồi. Rồi bây giờ có đôi cánh rồi, có đôi cánh xịn rồi, bây giờ lắp thêm cái tên lửa nữa bay thôi. Vấn đề là bây giờ nha, bây giờ em có một cái mọi người chưa có rồi, hơn mọi người rồi, bây giờ em cần nỗ lực thêm nữa để em có được một cái lớn lao hơn. Tại sao là mình không nỗ lực không? Em sinh năm bao nhiêu? 97. Sơn năm bao nhiêu nhỉ? Sơn 96 năm là em đang đi học và đã đi làm rồi. Ừ. Làm gì? Làm công ty Sơn. Chạy ad. Chạy ad Facebook à? Anh chạy ad là... Chạy ad lương cao không? Là biết viết bài sáng năm là... Hả? Chạy ad tôi bây giờ làm thêm một mấy website nữa mà chạy ad vào cái đấy mới thích. Đốt tiền mà. Là chạy quảng cáo em. Cái tính năng
trước em đã thử sức với ngành sale. Sau một tuần nữa thôi, em nghĩ không phù hợp cái ngành lừa dối. Sale luôn rồi. Sale chỉ lừa dối đấy chứ. Anh sẽ phải nói như ai mà nó không hợp với em học điện ảnh, học Android thì dừng. Ừ, anh biết. Trước anh cũng đi học ở đây, cũng học thầy đấy. Nhưng anh chỉ học 2 buổi thôi. À, giống như em học 2 buổi đầu. Ờ, học lớp phễu. Thầy, thầy đấy dạy cũng lâu đấy. Nhưng em thấy không phù hợp với cả đấy. Sao là đăng ký tiếp một khóa học web? Đấy, mình học như ông này này. Học học nữa, học mai luôn. Học cái gì cũng được. Và đây là việc đi đến nơi trốn. Không biết thì tự học. Hả? React thì nó là phần frontend ấy. Đây, lương ba chục củ thì muốn lương ba chục củ thì học cái đấy. Hả? JavaScript. Nó là hoàn toàn là JavaScript luôn đấy. Cái gì cơ? Đâu, React nó là framework của frontend. Nó làm sao mà làm backend ạ? Backend chỉ có dùng, có backend cũng dùng JS làm được nhưng mà dùng Node.js nền tảng. Học. Cái gì cũng học hết. Tại rồi phân vân tôi biết đây đấy. Nhưng mà đấy là đây là AI thì học cái bị nhiều lắm không? À, em đang định làm bây giờ. Rồi thì mình đi từ forex hay đi từ counter đi. Nhưng mà sau khi các bạn đã làm cho công ty đó cả counter thấy tất cả những gì trải nghiệm có được coi sai cái gái thôi. Nghe nói làm gì nhỉ? Mình phải đi tự đi, mình đi trải nghiệm. Nghe nói đây là mình tự mình đi làm thì mình mới kiểm nghiệm được là cái lời nói có đúng không. Phức tạp gì? Đi làm chưa mà nói như thế? Em đi làm chưa? Nhưng mà phức tạp cái gì? Nói thế nào? Đúng gì? Ừ. Ừ. Các bạn xong rồi trang chủ chưa? Trang chủ với trang gallery chưa? Máy thì sửa đi, máy để kêu như thế không khó chịu à? Thế đi học thì sao? Không đi học ở trên trường. Thế nó lại kêu như thế cả lớp. Thế mấy đứa xung quanh nó không nói gì à? Nói gì thì nói. Thì em thì con chờ nó đi. Tầm này cũng không còn học. Mấy môn. Sao sao? Nên máy đằng nào chả sửa thì mang đi mà sửa. Nó cứ kêu kêu, khó chịu. Thank you.
gì và có được bài năng lượng là gì? Có được bài ID, DS, DS. Đồ án đây mình làm đây nguyên cả kho này của các em. Nỗi đi thì ngoài SNC. À, nỗi đi thì ngoài đang làm một lỗi. Em thi xong cái em sẽ bắt tay vào làm luôn. Ấy là cloud code luôn. Không được. Nó sẽ ra cảnh cộng thay vào trên mạng. Giờ là đi tìm tầm của đi tìm tầm. À, tìm tầm người khác thì có đi tìm tầm. Đó là thường tìm tầm tùy vào cái level của em. Em bước đầu tiên của em cũng không kém có gì. Nếu mà người ta cho em làm tiếp xúc sớm cả các dự án thì thế. Nếu em thực tập không thì người ta sẽ cho. Còn nếu em còn yếu về cái kinh nghiệm thì người ta sẽ cho em nghiên cứu tài liệu, tự làm các cái task theo yêu cầu. Còn nếu nhanh thì thường là hai tháng là em thì hai tháng là nhanh. Thế mình chỉ 4 tháng. Vâng. Kể cả em đi tập đi từ mai đến 4 tháng anh làm gì cả rồi. Hai tháng bây giờ chấp nhận đi làm không lương rồi đi làm. Mục tiêu của em bây giờ là làm thế nào để em thành công? Thưa mình đi làm may mắn là tại là vì mình trước đấy mình đã đi làm rồi. Trước đấy mình làm một số dự án này. Tại vì mình học đi học cái thằng PP này học rất là sớm trong 2-3. Sau đó thì mình làm một dự án thế và mình đi làm. Thì làm mình nhớ mức lương đầu tiên của mình là 8 triệu. Không như là 8 triệu phải là cao, 8 triệu nó bình thường. Em bây giờ em rất là sinh viên. Em chỉ mới ra trường có ai. Ra trường bình thường. Bởi vì các em nó tới ra trường đi với một người cũ. Sao mà được biết được. Em thấy học ở trường kiến thức của không như ở trường kiến thức được ít nhưng mà nó học nhiều. Thế là trường. Em học cũng chưa em học. Em học một bài thì em học an toàn thông tin. Thứ bảy là ra trường. Thứ bảy là tuổi của em. Học kiến thức ở trường xin luôn chọn đi đủ tuyển hoặc là em đang tìm kiếm việc còn dùng Java. Thế nên là mình phải giỏi thì không điều việc. Các trường nó nổi lên nhưng mà không dễ kết việc. Sơn xong chưa? Chậm lắm. Anh em để tiếp tục nè. Đây á, à? Mình không rõ lắm. Không mất tiền thì sao, mình không rõ. Nhưng ông Nam này ông phải học lại lớp thứ 3 rồi đúng không?
kia em học nữa mà. Mà em chỉ đọc mỗi cách em thôi, em học thôi. Được, học thì học hết. Công thì học em cái nào là phải ra cái đó. Tại vì cái phần cái ứng thì trên mạng nó có hết rồi. Lại trên mạng. Có quá nhiều rồi, học theo thì... Vấn đề là có tự làm được hay không, nhưng còn... Nó chạy được rồi. Là giờ rồi. Tư duy như thế là giờ rồi. Tại vì em thấy trên mạng nó quá bình thường. Mình có thể làm nghĩ được là làm hơn được đó thì thôi thì dùng nó. Cả cái slide kia cũng là dùng trên mạng mà. Thế thì người ta tuyển lập trình viên làm gì, người ta tuyển một cái ông biết search Google là xong. Không, anh để lập trình con em thì biết cái biết gì? Biết gì anh biết, hoặc là còn mấy cái ra cái đối kia thì biết không? Ai bảo? Thì mới quan trọng. Còn cái hiệu ứng đấy mình ác là có sai. Forenet là tất cả những gì liên quan đến thì người dùng. Mà em không làm được thì là chứng tỏ em không làm forenet. Thế thôi. Cái đấy là những cái mà đôi khi không phải cái gì em cũng dùng được từ search trên mạng đâu. Đôi khi em phải tự làm. Cái gì không phải. Mà em thấy được các cái bác Việt Nam toàn là cái gì em cũng có thể tìm được. Các bạn đi đúng không? Không hết đâu. Chiếu mới. Em vẫn là chiếu mới. Em chưa từng trải. Em chưa đi làm em chưa biết được. Thế là từ bỏ. Sao đây nha, ví dụ kể cả trên mạng nó có đi thì em vẫn phải hiểu được là bên dưới nó chạy như thế nào. Chứ không phải là mình áp vào nhá. Bây giờ nhá, bây giờ em copy một đoạn code trên mạng. Nhưng mà những đoạn code đấy nó bị dính một cái đoạn hack gì đấy thì sao? Em có sure em có bảo là những cái dự án bây giờ em làm cho nhà nước chẳng hạn, em phải là người chịu trách nhiệm những cái đoạn code em đẩy lên, hiểu không? Không phải là cho nó chạy là được đâu. Em thấy cái việc cho các cái của người ta là của mình xong rồi cho nó chạy em thấy cũng cảm thấy nếu các bạn đã search một cái đoạn code ở trên mạng, các bạn paste vào cái dự án thì các bạn phải hiểu được cái đoạn code này nó chạy như thế nào, chứ không phải là bây giờ mình cứ thấy nó người ta làm như thế mình copy theo thôi nhá. Sai nhá. Frontend là cái gì cũng thế thôi, frontend hay backend là cái gì cũng thế thôi. Còn ở trên mạng người ta trả lời như thế thì mang các bạn mang những tham khảo thôi, các bạn vẫn là người gì xào nấu lại những cái code đấy để cho nó thành cái của mình. Nhưng mà những cái đấy là những cái nhỏ nhất của thằng Fonen mình phải nắm được. Còn chưa kể những cái kỹ thuật Fonen nhá, nó còn khó hơn cả thằng backend này, em không tin đâu. Không phải hiệu ứng, không phải em đừng nghĩ là Fonen là tất cả những gì liên quan đến hiệu ứng nhá. Nó bao gồm cả xử lý ở trên đấy nữa nhá. Ví dụ bây giờ cho một cái mạng có hàng nghìn phần tử, thế bây giờ làm nó để duyệt một cách tối ưu, cái đấy không phải làm, không khác là làm backend đâu nhá. Frontend nó không phải là những hiển thị cho người dùng là sao đâu. Đúng rồi. Frontend nó không phải là đơn giản là giao diện rồi mấy hiệu ứng với ba quần đâu. Nói chung là đừng có trừ gì hết, học không phải ngại, không phải trừ gì hết. Đâu em? Những cái project của mình ghi Nhầm. Cái project của mình á, các cái file ở đây là gì? Các cái file nó mà em có biết đấy, là khi mà một cái trang web nó trả cho thằng trình duyệt đấy, nó không phải là trả về cả cái dự án của em, nó trả về một cái đoạn mã HTML nó render thôi, với cả các cái file CSS, file ảnh các thứ thôi. Còn cái dự án của nó là việc xử lý cái logic của mình để nó trả về HTML, chứ không phải là nó lấy cả cái dự án nó ném trong tận cái này, hiểu không? Hiểu không? Nên giờ mình làm chỉ ném cái view ra, ném cái view xuống là thôi, còn view xuống là chỉ việc thôi, không phải là mình ném cái dự án xuống đâu nhá. Mà cái web nào mà nó load được một
cái trang của Vin. Cái trang của em tầm 300 MB nó cũng vào tầm khoảng 100 MB đến 200 MB là đã quá đáng lắm rồi. Là web bình thường nó đem vào kể cả ảnh thì ví dụ cái trang chủ nhá, cả ảnh cả HTML thì khoảng 3-40 MB là căng. Thì về bản chất là nó ném cả cái giá em về xuống đâu, mà nó chỉ ném một cái phần nó được gen ra từ cái dự án của em ở bên trên này, đúng không? Đây này, đây nhá, cả cái phần này là cái giá của em to này, nó có ném cả cái này cái này đâu, mà nó chỉ lấy dữ liệu sau đó ném cái này, hiểu không? Hả? Ừ, không biết làm nào, cơ chế của nó thì thế mà. Còn cái dự án mình to là vì cái logic nó xử lý nhiều, có nhiều chỗ, nhưng không phải là khi mà nó thể hiện cái trang nó lấy hết tất cả những gì mà nó có dự án này ra, hiểu không? Nó chỉ lấy những file cần thiết thôi, em hiểu không? Tiếp tục với Ajax nhé. Nếu cái này thì bạn nhìn sớm này. Ajax là làm cái tính năng gì liên quan đến Ajax nhỉ? View là sao? Không. Thôi rồi, mình sẽ làm một cái tính năng Ajax mà nó không liên quan gì đến cái không liên quan đến cái tính năng tin tức này nhé. À, có một cái. Mình xem mình có cái status không nào. Select sound from post này. Có status này các bạn nhìn này. Có status ở 1 đúng không? Mình vào backend này. Post này. À, hiện tại chưa có status này đúng không? Mình sẽ vào backend. Vào cái view backend này. Post này, index này. Mình kiểm tra này. Sơn tập trung lên đây này. Mình sẽ có một cột nữa là cột trạng thái ở đây. Tag này, đúng không? Ở dưới này có một cái PD này. Mình if này, nếu này. Status post này cho đến status. Bằng bằng 1 tức là gì? Là active đúng không? Hoạt động. Còn L thì nó sẽ là gì? Không hoạt động đúng không? Tức là nếu mà L thì nó sẽ không hiển thị chẳng hạn đúng không? À đây mình đang để tiếng Anh hết mà. Rồi, một chút tiếng Việt được. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm một cái tính năng cho phép là mình sẽ cập nhật cái trạng thái của cái thằng này này từ hoạt động thành không hoạt động và ngược lại bằng Ajax, tức là gì? Mình sẽ không cần reload lại cái trạng này. Bật tắt. Ví dụ nha. Ở đây mình sẽ có một nút. Nếu mà hoạt động ấy thì mình sẽ có một nút là nút tắt, được chưa? À, button này. Ở đây mình để cái class đi. .btn. .btn. Enter. Tắt. Bên dưới có một nút là nút bật thì là success. Yeah. Cả hai cái này đều đang hoạt động cho nên nó sẽ hiển thị nút tắt. Yeah. Thì bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Cập nhật cái trạng thái của cái thằng ID này theo ID này bằng cách là click vào đây. Bình thường chúng ta phải tạo cái route để chúng ta chuyển hướng sang và chúng ta redirect back đây đúng không? Đây chúng ta mình làm Ajax này. Đầu tiên thì mình phải có một cái route để Ajax thì nó cũng là một cái URL, một cái route. Thì nơi đây là nơi mà các bạn sẽ gửi request mình ra. Mình sẽ có một cái method là post này. Đó. Post này, sượt ID sượt status. Ở đây mình sẽ dùng cái put tại vì là nó là thao tác liên quan đến cập nhật. Được chưa? Put status này. Post controller và mình sẽ có cái hàm update.
start book. Được chưa? Đó. Ở đây mình sẽ để name là gì? Name là post.update status. Okay. Mình sẽ gọi ground này. Ở đây có một cái tham số line đi, tại vì khi mà chúng ta cập nhật thì chúng ta phải biết được cập nhật cho thằng post nào, đúng không? Vào post controller này. Được chưa? Tạo một cái function này. Update status, được chưa? Tất nhiên là có request này, đúng không? Request đây, mình sẽ lấy cái status bằng request và status. Sorry, request cho đến input status. Và mặc định thì mình sẽ để cho nó là số 1. Ở đây nó sẽ có cái tham số là tham số ID, đúng không? Nhớ, bên kia là param ấy. Chúng ta cũng sẽ lấy cái post ra. Đó. Và chúng ta sẽ gì? Tiến hành gì? Tiến hành cập nhật đô la post này cho đến này, status này sẽ bằng này, đô la status. Được chưa? Và các bạn gì? Save đô la post cho đến save. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ return. Cái này return một cái khác này. Return này thường khi mà các bạn gửi Ajax, người ta sẽ trả về cái định dạng JSON. Các bạn biết JSON không? Là cái dạng object của trong JavaScript ấy. Được chưa? Thì trả về JSON nào thì các bạn sẽ viết như sau: respond. Bình thường là return view, nhưng bây giờ các bạn return respond cho đến JSON. Tức là nó trả về dạng JSON. Được chưa? Các bạn trả về JSON và trả về cho mình cái status này. Tại sao chúng ta phải trả về status? Chúng ta trả về status để chúng ta lấy cái status cập nhật ở bên thằng client này. Hiểu không? Và cái thằng này không cần redirect về đâu cả, tại vì cái nó JSON đấy, nó là cái dữ liệu để cái thằng client có thể đọc được. Hiểu không? Đó. Thì bên kia này, bên cái thằng view này, các bạn sẽ quay sang cái trang post index nha. Ở đây mình có một cái nút đi là btn off. Được chưa? Có cái btn on đây. Đó. Chúng ta sẽ bắt sự kiện trên cái nút này. Mình sẽ viết một đoạn script ở đây nha. Viết script ở đây. Các bạn nhớ jQuery đúng không? Các bạn nhớ cái document ready function không? Các bạn hôm trước mình hướng dẫn các bạn cài snippet này đúng không? Chưa. Thì các bạn học sau thì không biết, hôm trước mình lớp mình học con em mình dẫn các bạn rồi. Nhưng mà cái document ready function này biết là cái gì rồi. Nó là gì? Khi mà cái trang load xong thì nó bắt đầu chạy được cái code trong này. Chưa? Bây giờ các bạn sẽ bắt sự kiện này. Đô la này, chấm này, btn off này, chấm này, click này. Được. Biết cái này không? Function. Đó. Thì khi mà cái nút off này này, cái click này vào đây này, thì về bản chất ấy, nó sẽ có rất nhiều cái nút off này. Các bạn phải biết được là bây giờ mình đã kích cái nút off của thằng nào, của thằng bot nào, đúng không? Cho nên là chúng ta phải có một cái gì đấy đó, có phải có data ID để chúng ta lấy cái ID nào về. Hay đúng không? Thêm bình bằng. Thêm một cái này, data này, ID này bằng chuyển thằng gì? Bot cho đến gì? ID. Mục đích là gì? Chúng ta sẽ có một thuộc tính là lưu cái ID để tí nữa chúng ta sẽ lấy khi mà chúng ta kích, đúng không? Đấy nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái ID của nó và let này, ID này bằng này. Gì? Bằng zip, biết cái này không? Chấm gì? Chấm gì? Chấm data. Tức là đây là cái bước mà nó lấy cái thuộc tính data ấy. ID này. Yeah. Console.log. ID này. Console.log, cái lệnh này chắc là biết rồi gì? Lệnh này còn không biết nữa thì thôi chịu. M2 lên nhá. Vào console này. Đây là bài số 14 đúng không? Xóa cái này đi. Tắt này. À, nó đã không hoạt động.
xem là lỗi gì. À, đô la đang not defined, chưa có jQuery à? Mình vào cái trang admin.blitz.pp nha. jQuery nó nhúng ở bên dưới này các bạn này. Cho nên là jQuery viết ở bên trên ấy, nó không hiểu là cái gì. Hiểu không? Tại vì chúng ta nhúng bên dưới mà chúng ta viết đô la ở trên thì nó không hiểu. Cho nên là các bạn phải dùng cái gì ở đây? Như chúng ta dùng CSS ấy, chúng ta phải có một cái gì? Sơ gì? Stack. Dùng CSS của nó, stack này. Stack là JS, đúng không? Để chúng ta gì? Put vào. Đúng không? Put ở đâu cũng được. Miễn là trong file blitz là được. Put này, JS được chưa? Thì nó sẽ đẩy trên cuối. Em put này. Đó, strip này. Em năm này. Click tab này. Các bạn thấy 14 không? Nó sẽ biểu ra này, thấy không? Số 14 này, ID của nó này. Thấy không? Số 13 này, click tab này, nó ra 13, thấy không? Chúng ta lấy được ID rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gửi Ajax. Được chưa? Thì đúng rồi, chứ bây giờ biết cập nhật ID của thằng nào. Bây giờ tắt hết tất cả các bài viết à? Đúng không? Bây giờ các bạn sẽ gọi cho mình một cái từ khóa đấy là Ajax. Các bạn nhấn cô cho cách cái enter của nó ra như này. Cái này là snippet của thằng jQuery, các bạn gõ mà thằng thử mà xem. Ở đây là cái URL cái path đúng không? Cái là đường dẫn mà chúng ta gửi Ajax đấy. Nó giống như là một cái route các bạn. Đây này, post update status đấy chưa? Được chưa? Cái thằng post update status này này. Thì các bạn thấy là gì ạ? Cái thằng này nó sẽ có một cái param là ID ở đây, ở giữa này. Nếu mà các bạn không muốn dùng round name đây thì các bạn sẽ tiến hành nối sâu cũng được như này. Sượt này. Đúng không? Các bạn sẽ dùng nối sâu bằng jQuery ở đây này, à bằng JavaScript ở đây này. Dùng cái gì? Dùng cái toán tử gì nhỉ? Cộng, đúng không? Nhớ. Cộng này. ID này. Được chưa? Cái tag của chúng ta ở đây chính là cái phương thức chúng ta gửi đi. Cái là gì ạ? Put. Được chưa? Data tag chúng ta muốn nhận về JSON. Cho nên là chúng ta sẽ có điều JSON ở đây. Được chưa? Data là chúng ta sẽ gửi sang cái gì ạ? Không, ID nó gửi lên này này. Chúng ta gửi sang status, nhớ không? Đây là off cho nên status sẽ bằng gì? Không. Được chưa? Ở đây nó sẽ có các bạn nhỉ? Ở đây nó sẽ có ba cái hàm: done, fail và always. Ba cái hàm này nó sẽ chạy. Nếu mà nó thành công nó sẽ bảo done. Nếu mà nó response server nó trả lời lỗi khác 200 đầu 200 thì nó sẽ vào full. Và always là cái hàm lúc nào nó cũng chạy. Được chưa? Đây nhá. Đây mình có một cái result đây. Một callback result. Các bạn thử console.log result ra để bạn xem kết quả này. Mình sẽ F12 này. F5 này, sau đó là F12 lên này. Sau bây giờ mình bấm tắt này. Xóa này đi, bấm tắt này. Thì các bạn thấy này, nó sẽ có, nó sẽ vào, nó sẽ, các bạn thấy nó cái lỗi này put này, vào đường dẫn này này. Nó bị lỗi 419 này. Và nó chạy vào error và complete này. Tức là gì? Nó chạy vào đây và nó chạy xuống đây, nó không chạy vào đây. Nó bị lỗi là tại vì chúng ta đang gửi một cái phương thức khác, phương thức get mà nó không có cái token. Được không? Bình thường chúng ta phải có CSS get token, đúng không? Đấy, cho nên tại vì cái này bị thiếu. Thì các bạn sẽ, khi mà các bạn gửi bằng Ajax thì các bạn không được dùng A còng CSS. Thì các bạn sẽ làm như sau này. Các bạn sẽ vào CSS token và Laravel này. Nó sẽ có cái đoạn XCSS token này này các bạn này. Đây là cái bước mà các bạn phải setup trước khi gửi Ajax bằng Laravel. Các bạn copy cái này ném vào thẻ meta của thằng admin này. Paste vào. Và copy cái đoạn code này để ném vào bất kỳ đâu trong JavaScript. Thì đoạn code này này, ý nghĩa của nó gì? Ý nghĩa là nó sẽ tự động thêm vào cái header của Ajax một cái mã token trong meta. Thì bây giờ các bạn sẽ kết quả như sau. Em Nam này, nhấn tắt này. Các bạn thấy không? Status bằng 0 và complete này.
Đó, bây giờ F5 cái trang này nhá. Thấy không? Nghe đường màu xanh. Nhưng mà cái thao tác của mình vừa rồi ấy, nó không gì? Không reload lại trang. Đó. Các bạn có thể làm như sau này, các bạn xử lý thêm cho nó chuyên nghiệp hơn này. Là nếu mà nó thành công ấy, à, các bạn kiểm tra if này. Nếu mà thành công này, if là if của JavaScript nha, if result này, chấm này. À, nó sẽ trả về một cái là status đúng không? Nhớ không? Status này bằng 1, nếu bằng 1 ấy. Nếu bằng 1 tức gì? Chúng ta kích hoạt nó đúng không? Kích hoạt nó đúng không? Tức là nó sẽ là có màu xanh. Lúc này thì mình ở đây mình sẽ có một cái mình sẽ có một cái gì nhỉ? Một cái div ở đây. Để mình bọc lại cái này. Bây giờ các bạn có thể có một cái ID ở đây là btn switch của cái thằng ID bao nhiêu đó, dollar code thằng ID. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm đến cái btn switch này để ta update cái nội dung ở phía bên trong này cho nó cái trải nghiệm của người dùng nó tốt hơn đấy, chẳng hạn. Các bạn hiểu không? Thì bây giờ chúng ta có thể dùng cái btn switch này. Nếu bằng 1 thì đô la btn switch này hình như có gạch ngang đúng không nhỉ? Gạch ngang cộng thêm cái ID của chúng ta này, ID của chúng ta đây này, được chưa? Đó, cộng thêm này, các bạn sẽ tiến hành là gì? Remove cái class btn dancer đi, kiểu như thế, và thêm class btn success vào, hình dung không? Đây là cách làm bằng JavaScript nhé. BTN switch này, tìm cái button này, cách này, button này. Được rồi. Cách button này, chấm này. Ví dụ bằng 1 thì chúng ta sẽ gì? Remove gì? Remove class, các bạn nhớ cái remove class không? Remove class là gì? BTN remove class, tại vì nó bằng 1 thì trước đấy nó phải bằng gì? Bằng 0. Bằng 0 thì nó là danger, đúng không? Hiểu không? Và chúng ta phải add class success vào, add class btn btn success. Đó, còn trường hợp else thì nó sẽ là ngược lại, đúng không? Else thì nó sẽ ngược lại cái gì? ID này sẽ remove class success, còn cái thằng này là danger, thì như thế mình xét kết quả nhé. Em làm này, nhấn tắt này. Nó chưa chạy rồi. Complete rồi. Em làm lại, nếu có nó màu xanh thì là đúng. Bây giờ mình sẽ thử bật nha. Nó đang gửi Ajax này. Chúng ta sẽ debug xem là tại sao nó chưa cập nhật. Result cho đến status bằng 1. Mình sẽ từ console cái log cái này xem nha. Bật này. Các bạn có thể xem nó gửi request Ajax bằng kích vào tab network và kích vào XHR. Người ta bị lỗi gì đây? À đây là mình đang bắt BTN off mà. Mình chưa có sự kiện bắt BTN on, đúng không? Sang trang 2 nhá. Tắt này. BTN 12 cách button. Sang
status bây giờ bằng mấy, kích vào tab name cũng này, status này, status bằng 0. Chúng ta gửi lên status bằng 0. Bằng 0 thì nó sẽ remove class. Nó phải add class bị bên trên là success và remove class đi. Remove class cho từng render. F5 này. Nhấn tắt này. Đó, các bạn thấy không? Thấy không? Để nha, sang trang tiếp theo nhé. Mình nhấn tắt này. Nó thành màu xanh, thấy không? Mà cái trang của ta không hề reload lại trang, thấy không? Nó cập nhật luôn đấy. Thì đấy là cái asset. Đấy là trang dùng hết asset. Dùng hết asset cũng được. Nhưng mà vấn đề ấy là mình sẽ không tận dụng được mấy cái hàm với PHP, ví dụ là paginate này các thứ. Về bản chất một cái dự án bình thường ấy thì người ta cũng thường người ta tách ra phần front end riêng, back end riêng. Và đấy có cái phần gọi là API đó là từ application programming interface, tức là nó là cái gì đấy dùng để giao tiếp giữa hai cái tầng ứng dụng. Thì cái thằng đấy back end, thằng PHP này, thì ví dụ các bạn không render ra cái HTML đấy thì các bạn sẽ trả lời dạng JSON. Còn cái thằng client này là cái thằng JS, nó sẽ gì, nó sẽ chuyên đọc JSON để vận hiển thị dữ liệu và nó có dữ liệu trên đó, cho nên là nó sẽ không bị reload cái trang, nó sẽ mang cái trải nghiệm người dùng tốt hơn. Nhưng mà đổi lại là vấn đề gì các bạn biết không, nó sẽ không sell được. Khi mà các bạn có một cái trang mà dạng single page, người ta gọi là single page, single page tức là gì, nó là một cái trang front end single là một page là trang, đúng không? Một trang, nó chỉ có một trang là index là phát. Và khi mà vào cái trang đấy thì nó chỉ chuyên gửi đi các cái ajax, các cái REST API lên để cho nó tương tác. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó mang trải nghiệm người dùng rất là tốt, nó không bị load lại trang của nó rất là nhanh. Nó tại vì nó chỉ load một phần một trang, nhưng mà nhược điểm của nó là không sell được. Ví dụ cái trang này là trang không sell được, tức là gì? Xe Google, đúng không? Tức là nó sẽ không tối ưu cho các bộ máy tìm kiếm. Ví dụ như trang này này, app.testcenter.vn. Đây là một cái trang ví dụ về single page các bạn ạ. Cái trang này các bạn nhìn á, các cái trải nghiệm các bạn kích vào các cái nút này, các cái link này này, nó không hề reload lại trang, các bạn thấy không? Reload là nó phải quay ở trên này, nhưng mà kích vào đây này, các bạn thấy không? Nó vẫn hiển thị ra cái trang này, nó không reload lại trang, không hề reload lại trang một tí nào, thấy không nhá? Hay là click vào đây, không hề reload lại trang. Thì bình thường là người ta sẽ dùng một cái con backend và một con frontend. Nhưng mà đây là cái app này của mình là không cần sell, cho nên là mình sẽ lựa chọn cái giải pháp của mình như thế. Phần phần backend của mình, nhưng mà phần làm phần backend của cái này còn làm của mình ấy, là mình không hề code bất kỳ một tí giao diện nào luôn. Mình chỉ code mỗi cái phần JSON. Template không, cái này mình vẫn phải code template. Cái này cái con dự án này mình làm là mình code cả frontend luôn, back end. Mình code cái phần giao diện và thằng giao diện nó đọc cái API của thằng server trả lời, lấy dữ liệu và hiển thị lên. Thì lúc đấy mình là cái full stack developer, mình làm cả frontend cả back end. Ok, thì đấy là Ajax nhá. Đây. Cái phần bên phong end, đây là phong end đây, đây cũng làm gì có code PHP đây. Đây mình giải thích nhé, đây đầu tiên là URL, như là cái phong ấy, các bạn có một cái action này, thì đây chỉ là action của nó này, được chưa? Cái phương thức của nó này, được chưa? Cái kiểu dữ liệu các bạn muốn nhận về data type là JSON, JSON. Lúc nãy mình dùng JSON. Cái loại khác là ví dụ HTML, em sẽ tạo cái HTML thì đây là HTML. Hay là kiểu dưới phải dạng text thì nó là text. Data tức là cái dữ liệu chuyển lên ở những cái form ấy, chúng ta có input trong này. Thì đây là các input. Đây của nó sẽ có 3 cái hàm là đăng. Hàm đăng là cái hàm nó sẽ thực thi, nhưng mà cái request chúng ta trả được 200, nó bình thường, nó bị lỗi. Nó chẳng phải đúng dạng gì sao. Thì nó sẽ vào đây. Nó vào đây, nó kiểm tra nếu sẽ tốt vào 1 thì nó cập nhật cái đoạn JavaScript ở đây. Thế thôi. Đấy.
Ok nhá, các bạn về nhà thực hành cho mình cái phần về attack và cái phần nội dung ở trên trang chủ nhá. Về buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục một cái phần khác trong Laravel, đấy là liên quan đến phân quyền nhá. Ở phân quyền đấy nhá. Ok. Nếu thích thì anh đẩy cốt cái này lên cho các bạn.